Nên cho các bác một chiếc đồng hồ EFL số tuổi các bác nhá. Giá cực kỳ là bình dân, hơn 8 triệu một chút thôi. Dễ chơi, dễ dùng, zin nguyên bản toàn bộ các bác ạ. Một cái mẫu thiết kế thùng vân lụa bông hoa, chúng ta sẽ có hai phần bông hoa thiết kế đôi xứng hai bên. Với những cái đường hoa dây đây đều là những cái đường hoa dây được thiết kế tô vẽ các bác nhá. Tay cầm bằng kim loại này. Quan trọng nhất vẫn là cái bộ mặt số nổi ở bên trong đúng các bác. Chúng ta sẽ có một cái phần logo thương hiệu đầy đủ này. Tí vào bên trong em sẽ cho các bác xem kỹ hơn. Rồi, còn nguyên cả kính dưới zin các bác nhá. Một cái phần kính hoa hồng này các bác này. Hai bên hai bông hoa hồng cùng quả nắp trắng không vết móc các bác nhá. Rất là đẹp. Nhìn từ xa thì đây là một cái mẫu mang nét đẹp tân hiện đại. Và tất nhiên rồi, rất là sang đúng các bác. Tầm giá lại phù hợp nữa. Không phải lo lắng về cái giá sưu tầm cao quá hay là rẻ quá. Cứ cam kết cho các bác là zin nguyên bản toàn bộ là các bác cứ thấy các bác chơi thôi. Và cái tầm giá thì cực kỳ bình dân đúng không ạ? Đấy. Kim mắt ngấu các bác nhá. Thông số made in phanh đầy đủ này. Tên logo thương hiệu F là đầy đủ này. Có cả tên chữ ký của người chủ sở hữu cũ đây các bác này. Một cái phần mặt số em nhận xét nó còn đẹp trên 95%. Một cái phần niêm phong ở trên củ gông còn nguyên này các bác này. Nói chung là phụ kiện đi kèm đầy đủ. Đã chơi FR thì máy hoạt động rất là khỏe các bác nhá. Tay có zin này. Đấy. Khóa gông này, gông rất là xanh các bác nhá. Rồi. Bộ máy zin nguyên bản nhá. Đấy, hoạt động chuẩn xác, đã được lau dầu vệ sinh rồi. Cứ đến mà chơi thôi các bác. Bây giờ em xin được thử qua một chút về âm thanh tiếng chuông nhá, để các bác được thẩm âm thanh tiếng chuông của một chiếc đồng hồ giá bình dân. Tiếng chuông điểm giờ thì nghe thôi lời luôn, điểm nhạc thì đều các bác nhá. Đấy, tiếng tích tắc cũng rất là to luôn. Máy cực kỳ là khỏe. Zin con nê toàn bộ mọi thứ các bác nhá. Thùng máy, mặt số, gông, mọi thứ đi con nê với nhau. Chiếc FR này cái mã số là 4331. Đấy, hiện đại đang có sẵn tại Vang Vọng Hà Nội. Các bác nào yêu thích chiếc đồng hồ này thì mời các bác liên hệ theo số điện thoại là 0912 011 947 để Vang Vọng hỗ trợ các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.